tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị mạnh mẽ. Bình Dương luôn nằm trong danh sách khu vực lọt top 21 vùng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới Smart 21. Trong đó, Thuận An là thành phố đóng góp ngân sách thuộc top đầu của tỉnh Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực này đang kéo theo nhu cầu an cư của cộng đồng trí thức quốc tế. Các chuyên gia chất lượng cao đang sinh sống và làm việc tại đây. Và La Vita Thuận An chính là sản phẩm căn hộ tiếp theo thuộc chuỗi dự án La Vita gây cảm hứng, dành cho từng lớp cư dân thông thái và thành đạt. Tòa lạc đắt giá ngay quốc lộ 13, La Vita Thuận An trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng và các nhà đầu tư. Tại đây, cộng đồng cư dân tương lai có thể dễ dàng tiếp cận đến các tỉnh, thành phố lân cận như 10 phút đến được thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, 20 phút đến thành phố Thủ Đức, 25 phút đến thành phố Biên Hòa hay 30 phút về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thừa hưởng trọn vẹn các giá trị hoàn mỹ, chuẩn mực trong không gian sống và hài hòa với thiên nhiên, La Vita Thuận An chạm đến từng cung bậc cảm xúc của những trí thức tinh hoa. Với tổ hợp tiện ích đa dạng và phong phú, nơi đây cung cấp những đặc quyền sống khác biệt, xứng đáng trở thành dấu ấn tiện nghi giữa lòng đô thị thông minh. Mang tiện ích chuẩn resort cùng thiết kế hiện đại, La Vita Thuận An nâng tầm chất lượng sống, giúp cư dân an nhiên tận hưởng phong vị cuộc sống trong lành thuần khiết. Chính những yếu tố đắt giá đó, La Vita Thuận An đang trở thành điểm sáng nổi bật tại Bình Dương, là biểu trưng cho những giá trị hoàn mỹ về phong cách sống và vị thế của người thành đạt. La Vita Thuận An, giao điểm phồn vinh, mạch sống thịnh vượng.